Rồi trước mặt chúng ta là Atemir nha, mình mới ấp xong nha. Thì khi anh em ấp xong á, anh em tắt oxy và để đường cho nó nước chảy xuống nè, gấp gống lại. Thì từ từ cái Atemir á, cái con nở rồi á, nó sẽ lắng xuống dưới từ từ. Khi mà ổn định rồi đó, thì cái lớp ở trên là cái lớp vỏ. Đó, lớp ở dưới đây sẽ lớp Atemir đông đặc cho chúng ta. Đó, đã không? Kẹo hết, tất cả là Atemir nè. Anh em làm vậy thì anh em sẽ cái vỏ sẽ lên trên hết, còn những con Atemir sẽ xuống dưới đây. Chúng ta sẽ rút ngắn và làm sạch Atemir rất là tốt. Giờ mình cho nó xả ra nè, nhớ giữ cái ống này nha, để không mình xả ra mình sẽ bít nó lại. Ngồi Atemir này mình có để đường link ở phía dưới nha, anh em là có nhu cầu mua thì có thể vào đường link để mua. Đó, tươi mới thì ấp rất là đơn giản thôi, thì nó sẽ từ hồi gắn vô. Rồi đây nó xin tố cam với chúng ta là đặt kẹo luôn anh em ơi, nguyên một ly luôn rồi không, này mình ấp chỉ cỡ khoảng một muỗng sữa chua thôi ra nguyên ly đặt kẹo luôn nè. Trong đây vẫn còn nha, trên bình vẫn còn nè, tại cái ly này mình nhỏ quá, ơi gắn oxy để cho sữa chơi nè, trên bình vẫn còn rồi nha, cái ly mình nó như đây à. Rồi mình cho ăn xong rồi mình lấy tiếp. Thì ấp này rất đơn giản anh em, mình cho 1 lít muối với lại một cái muỗng muối hột ăn cơm. Và Atemir mình gia giảm ít nhiều tùy theo số lượng cá của mình. Một muỗng da ô chúng ta được nguyên như đây nè. Tính ra chi phí cũng sẽ bằng như bo bo thôi, nhưng lợi thế của nó sẽ là vô khuẩn, vô trùng về xong trong nước muối. Và Atemir là hồi họ thu hoạch là rất là sạch sẽ, không có vi khuẩn trong đó. Bo bo nó sống đáy cạn sông hồ, đó là vùng nước bẩn nên có rất nhiều thứ và mầm bệnh mình không biết được. Đó, con này sẽ vô trùng, không mầm bệnh và thức ăn sạch. Đó. Và cá ăn bò Atemir rất sung. Rồi chúng ta test Atemir nha. Hàng này là hàng mình nói và Atemir thì còn có ít thôi, anh em nào có ít thì có thể đặt trên Shopee. 50g và 80k thôi, giá rất là mềm luôn. Thì thôi một muỗng mình ấp được nhiêu đây thì nó tầm khoảng có 1 đến 2 gram à. Đây anh em ơi, đó, ăn Atemir những cái con mà có bộ vây căng á, nó sẽ rất là đẹp. Giống như bữa giờ mình quay thằng HP Red này nè, nó vây nó không có căng á không em. Nay cho Atemir vô quay thì nó sẽ đẹp hơn hẳn. Trời ơi, con trống này kìa, bộ tuyển này là rất là đẹp anh em. Đó, anh em thấy không, trời ơi con mái này kìa. Trời ơi, con trống này kìa. Trời ơi, nguyên bài này kìa. HP đó thằng tuyển này anh em là ưng này. Hốt lẹ bài này chắc chắn anh em đầu tư xứng đáng. Rất đẹp luôn. Quá đã anh em ơi, cho bầy này ăn, cho ăn hoài luôn, đứng đây hoài luôn. Ăn Atemir này được cái là con cá nó sẽ vận động nhiều hơn. Đó, sẽ làm cho con cá chúng ta có khả năng nó sung hơn, di chuyển nhiều hơn so với ăn trùng. Con trùng mà nó ngậm trong mồi nó nhiều. Đó, cái bộ vây con mái đã chưa, vây đỏ nha, vây đỏ hoàn toàn nha, căng và rũ. Đây Lutobass nha anh em. Đó, bộ Big Tail. Đó, bộ đuôi cực khủng nha. HP Red bạn có biết đầu không, bạn đuôi to khủng rất là đã luôn. Ừ.
Đây bây giờ mình cho rồng xanh Indo nó ăn nha. Ở trước mặt chúng ta đây là một cặp Albino Short Ribbon Sapphire tay 34. Hồi mái phơm rất là đẹp luôn nha, duy nhất một cặp nha, hàng VIP nha. Chống là anh em. Anh em cần hàng này có thể liên hệ với Zalo hoặc là điện thoại của mình nha. Mái tay bờ cực dữ luôn. Nó không chịu ra đây chứ. Coi em chống là coi em chống đỡ ghiền đi. Đó. Phơm rất là dễ thương luôn. Tại bờ bướm nha nè, ăn có quẩy dữ vậy. Một phơm rất là đẹp nha, duy nhất một cặp nha. Theo rồng xanh Indo anh em ơi. Đó, phơm rất đẹp nha. Này này thì 150 một cặp, 250 hai cặp. Đó, ăn ngate rất sung luôn. Quá đẹp. Con trống là vây và tướng tá ngoài vằn rất là dày. Rồi tiếp theo mình qua cái này Dumbo Swallow. Tiếp theo là Dumbo Swallow anh em ơi, hàng tuyển full tier nha. Rất đẹp luôn nha. Hạ thấp nước rồi. Trời ơi, full tê hết. Đùi rất dữ luôn nè. Đợi xíu mình bật đèn lên cái. Đó, rất đẹp anh em nha. Thì hàng này là 300k một cặp anh em nha. Bắt combo 2 cặp sẽ là 550k. Full tier hết, đảm bảo cho anh em như cá như clip. Nói bài nào quay đó, anh em xem giùm mình kỹ giúp video giúp mình. Chị chỉ đi hiển, chị em ơi. Nhung. Tiếp theo mình là Full Gold Zen Ribbon nha. Hàng đẹp anh em ơi, tươi mới luôn. Hàng này chơi combo 2 lộn 100k 2 cặp nha. Máy rất lớn. Trời ơi, chống quẹt luôn, đã quá. Một 100k 2 cặp anh em nha. Rồi anh em là chơi combo lớn thì sẽ có combo combo máy ra để tính thôi coi. Anh em mua 3 combo nghĩa là 300k sẽ được tặng thêm một cặp. Nghĩa là combo 300k sẽ được 7 cặp nha. Trời ơi, càng mua càng hot nha. Hàng rất đẹp, hàng rất đẹp. Máy như con chớm tay bơ luôn á anh em. Máy full vẫy trên lưng luôn. Combo nha, combo 1 là 200k 3 cặp, combo lớn hơn là combo 300k nên sẽ được tặng thêm một cặp 7 cặp. 120 370. Oh, coi dệt này anh em ơi.
Trời ơi, ngồi này đỏ như là đỏ luôn. Không, bộ này thì nó sẽ ú hơn, màu trống đỏ tươi luôn, đỏ full con luôn anh em ạ. À, rồi hàng này sale cho anh em luôn nha, 80k một cặp thôi ạ. À, rất đẹp nha, bộ đỏ này rất đẹp luôn. Anh em xem video đánh giá cho mình trống con nào như cái nhập hết. Quá đẹp luôn. Tám mươi cao cặp nha em, sale trực tiếp luôn, 80k một cặp. Này anh em nuôi về có khả năng lên tay nha, bộ này có khả năng lên tay nha. Nào, số con trống đang nhú tay lên nè. Rồi trước mặt anh em này dòng hấp lách lưu rất là đẹp luôn anh em nha. Hấp lách lưu đuôi rất là to và đẹp luôn. Mình khuyến mãi nhanh dòng này luôn, hàng có rebound á, hàng rebound mình sẽ sale luôn, còn 200k một cặp thôi. Mãi nhiều con quay sắc phiên luôn anh em nha. Hàng không rebound. Đó, không rebound mái to luôn nè, mái to đùng luôn. Đó, không rebound nha. Là chỉ giảm còn 100k một cặp thôi, mái cực khủng luôn, hàng này hàng cực khủng nha, size lớn nha. Anh em nhìn mái nè, đó, giảm nhanh luôn, giảm sát sàn 200k một cặp rebound. Cặp không rebound 100k. Bổn này là bổn China, hàng rất đẹp anh em nha. Đó. Rồi, đây là trống gold rebound. Anh em có thể chọn trống rebound hoặc trống gen tùy thích. Thì trống gen là trống những con nó trung bày nhưng mà nó không có rebound á. Rồi, rebound thì đẹp hơn chắc chắn rồi. Tay bên nó sẽ to hơn, màu sắc là nó ống hơn. Đó, đây là trống có rebound nha. Thì vấn đề có rebound thì nó sẽ ảnh hưởng, nó khả năng sẽ sạc một xíu. Nhưng mà đúng là gold thì gold rebound thì đẹp hơn gold thường rất là nhiều. Đây, đây là bài trống của bài hồi nãy. Để anh quay máy vừa quay trống cho anh em xem. Đó, chất lượng trống máy đều rất là tuyệt vời. 200k một cặp cá, giá khá là hời để chúng ta có thể có một cặp cá đẹp để chơi. Rồi tí mình khuyến mãi luôn hàng gen. Hàng gen nghĩa là hàng không có rebound và trung bày như tụi này. Đây, bài Big Dosa này rất là đẹp luôn anh em ạ. Đó, bài này không mang gen rebound nè, bài này mình sẽ sell mạnh luôn, 200k 3 cặp, 200k 3 cặp. Đợt trước mình có quay bài này đó, mà quay top view nhìn nó không đã lắm. Lên hồ quay dưỡng lại thì màu sắc lên ok luôn này, rất là đẹp nha. 200k 3 cặp luôn, combo rất đẹp cho anh em. Rồi tiếp theo trước mặt chúng ta là bộ full gold tai bơi bướm. Và hàng đẹp, hàng đẹp là tai bơi con mái nó có màu luôn anh em ơi. Đó, thằng bơi tai bơi con mái như con trống luôn, có màu luôn. Hàng này thì giá trị cao, anh em cần thì liên hệ giúp mình nha. Đó, anh thấy không, mái nè, mái nè, là tai bơi mình màu nè, rất là tốt nè. Đây anh em nha, lên keo nha, lên đèn nè, đèn thấy không, đuôi hấp mui quay rất là tốt luôn. Này nó không phải là bổn lên đôi à, nó có lớp platinum trên thân nó. Thì cái bổn này là cái bổn xuất phát từ Thái. Đuôi tiêm mình rất là đẹp nha. Rồi hàng này là hai một cặp là 200k anh em nha, rồng xanh. Anh em bắt combo hai cặp mình fit nhẹ còn 350 nha. Đồng xanh hàng tuổi này. Thì
cái trước mặt chúng ta đây là hàng VIP nha anh em. Đó, cá hải sinh là hết sảy luôn. Hàng này giá trị cao, anh em nào cần thì liên hệ qua Zalo giúp mình. Hàng không phải 7 màu nha anh em nha. Rất là đẹp xanh lá nha anh em. Xanh lá rất là xa lắm luôn. Hàng phiên bản giới hạn, hiện tại chỉ có 2 con trên đây thôi. Rất là đẹp luôn, cực kỳ độc luôn. Rồi, tím ri bông anh em nha. Rất đẹp luôn, trời ơi, trống này uống nu như sọt nè anh em. Máy bự nha, anh em xem là máy xay cói nha. Đó, nè rồng tím anh em nha. Rồng tím ri bông. Nói chung màu sắc lên nền đen rất là đẹp ha. Đó, quá trời luôn. Quá trời, quá trời. Rồi, hàng này sale, sale, sale 300 xe còn 200k một cặp anh em nha. Anh em bắt combo 3 cặp là 500 luôn. Combo 3 cặp 500 nha. Hàng này 300k một cặp, mình sale còn 200. Rồng tím ri bông nha, hàng có hàng hiếm nha, lâu lâu mới có nha. Đợt này lên máy xe lớn luôn mà vẫn giá học sinh cho anh em luôn nha. 200k một cặp, combo 3 cặp 500. Rồi, tiếp theo chúng ta đến về lại tím màu sắc, rồng tím màu sắc. À, đợt này có về rồng tím tia nữa, mỗi màu sắc có rồng tím ri bông luôn. Thì mình sẽ sale qua series rồng tím nha. Đây sổ ra này. Tím chúng ta đang xem đây là tím mosaic. Gọi nhanh tím màu sắc cho nó ngon. Vậy là đợt này là chúng ta đủ combo rồng xanh, rồng đỏ, rồng tím luôn rồi nha. Rồng xanh này mình có bổn thái, quay Bidosa. Tí thôi mình sẽ nghe là cho anh em xem video, chắc anh em quay không kịp. Đây, tím màu sệt nha. Cái vợt không à ta? Để mình tìm cái vợt. Đây anh em ơi, trời ơi, quá trời luôn. Quá trời luôn, rất đẹp anh em nha. Còn tím màu sệt rất đẹp luôn. Rồi có tím ri bông cho anh em chơi nữa nè. Em gom vào mấy cái tờ giấy bản giá rồi. Đó, quá trời đẹp luôn rồi, chất chơi của người dơi luôn ha. Rồi, hàng này mình khuyến mãi luôn, 200k một cặp, combo 2 cặp 300k nha. Cuối tuần là khuyến mãi chờ tới nóc luôn. Rất đẹp, chung anh em 300k 2 cặp, và này rất đáng chơi luôn. Cái màu tím này mình xin nhắc lại với anh em nha, tất cả các loại màu tím luôn thì chúng ta phải sử dụng cái nền đen và ánh sáng sáng đó, thì chúng ta mới thấy nó tím. Còn nếu như mà chúng ta mới nhận hàng đó, thì nó sẽ không tím được như vậy đâu. Với điều đầy đủ điều kiện nha, màu tím được cho, nhưng mà nói chung là khó để được ánh màu sắc lên đẹp. Trời ơi, nhìn nó đuôi hấp mua nó quá đã luôn, đuôi tròn. Quay đã quá, quay hoài không chán luôn anh em ơi.